Xin chào tất cả các bạn nhé. Vâng, trước hội nghị thượng đỉnh của EU tại Bruxelles, tất nhiên rồi là họ lại họp. Thì Thủ tướng của Đức là Olaf Scholz vào ngày hôm nay đã kêu gọi sự đoàn kết của toàn thể Liên minh châu trong một cái thời kỳ mà đầy rẫy sự hỗn loạn, chiến tranh cùng cuộc khủng hoảng năng lượng đang xảy ra ở nơi đây. Ông kêu gọi tất cả sự đoàn kết của các công dân trong khối, bởi vì chúng ta đang chống lại một cuộc chiến tranh xâm lược từ tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo người Đức này cho rằng những hành động gần đây của tổng thống Putin đã cho chúng ta thấy ông ấy đang dần rơi vào sự tuyệt vọng, bởi vì chúng ta, những công dân của Liên minh châu đang trỗi dậy từ những cuộc khủng hoảng năng lượng Một cách đẩy mạnh mẽ hơn Sau đó nhà lãnh đạo người Đức này Tiếp tục ca một bài ca đẩy hoài niệm Về cái cách mà Tổng thống Putin đang sử dụng con bài năng lượng Như một thứ vũ khí để tấn công châu Đại loại giống như vô vàn Các chính trị gia của liên minh châu khác Ông ấy nói rằng Nước Nga dưới thời Putin đã không còn là một đối tác thương mại Đáng tin cậy của EU nữa Putin đã hy vọng rằng có thể tống tiền chúng ta bằng cách tắt các nguồn cung cấp khí đốt qua nơi đây. Nhưng ông ấy đã mắc một sai lầm to lớn bởi vì tất cả các công dân của Liên minh châu Âu đã giải phóng mình ra khỏi sự phụ thuộc này và chúng ta đã chuẩn bị tốt cho mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây là giá năng lượng thì vẫn đang cao như là một phép thử đối với tất cả chúng ta. Do đó rõ ràng là chúng ta cần phải thảo luận để làm giảm giá các nguồn năng lượng này. Đúng vậy, đây sẽ là một trong những vấn đề chính của chúng tôi sẽ được đưa ra phân tích trong hội nghị của Liên minh châu sắp tới. Chúa của tôi ơi, bài phát biểu này không khác gì bài phát biểu của 7 tháng trước khi mà giới tinh hoa của Liên minh châu cũng đứng trước truyền thông và tuyên bố những điều y hệt như hôm nay. Rồi cuối cùng, động lại trong chúng ta chỉ còn là những buổi họp kéo dài từ tháng 2 cho đến tháng 9 để làm tiền đề cho các cuộc họp của tháng 10 kéo dài tới tháng 12. Tóm lại là, họ đã tổ chức hàng trăm cuộc họp để giải quyết một vấn đề vô cùng đơn giản là muốn bài được nguồn năng lượng giá rẻ đến từ những người Nga thì họ phải tìm được các nơi cung cấp cho họ những nguồn năng lượng cũng bằng giá đó. Vậy chỉ cần bảo những người Mỹ bán cho họ cái giá mà những người Nga bán chẳng phải là xong sao? Vậy mà bôi ra đến tận 8 tháng để tổ chức những cuộc họp, phung phí không biết bao nhiêu tiền của của những người dân. Trong video này Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy, hành động bài nguồn năng lượng đến từ những người Nga của Liên minh Triều hay lời tuyên bố đầy hùng hồn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz là đã thoát phụ thuộc vào những người Nga, nó là phi thực tế và ông ấy đang lừa những người dân của châu ra sao. Đầu tiên thì chúng ta phải đi đến những lời bình luận của cộng đồng cư dân mạng Đức. Họ có suy nghĩ gì sau những lời tuyên bố đầy hùng hồn từ vị thủ tướng của đất nước họ? Một tài khoản tên là Stefan và bình luận. Ông ấy nói rằng chúng ta đã giải phóng mình ra khỏi sự phụ thuộc nào đây? Hiện tại chúng ta có phải là quốc gia đang sản xuất các nguồn năng lượng cần thiết như là khí đốt, than đá và dầu mỏ ở Đức hay không? Một tài khoản khác tên là Tôm để vào bị luận. Đúng vậy, ông ấy đã biến chúng ta từ sự phụ thuộc này sang một sự phụ thuộc khác. Thật là tốt khi mà từ bỏ nguồn khí đốt giá rẻ đến từ Nga, thay vào đó, chúng ta dùng những nguồn khí đốt mang nhãn hiệu cho sự tự do, nhưng đầy đắt đỏ tới từ Mỹ. Từ phụ thuộc này sang một dạng phụ thuộc tiếp theo và họ đang ca ngợi rằng những nguồn khí đốt tự do đắt đỏ của Mỹ đang tốt hơn là khí đốt giá rẻ tới từ những người Nga. Một tài khoản tên là Marcus vào bình luận. Rõ ràng là lãnh tụ của chúng ta chỉ có thể nghĩ được mọi việc trước sau tháng. Đó là phẩm chất của những người cán bộ chính trị của chúng ta. Ngay lập tức một tài khoản tên là Crow đã vào bổ sung ngay phần bình luận của anh chàng này rằng và sau đó ông ấy quên luôn những gì ông ấy đã nói với chúng ta trước đây. Một tài khoản khác tên là Roland đầy bí quan mà chia sẻ rằng Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, Ý của thủ tướng Stroe là ông ấy đã chuẩn bị tốt cho sự sụp đổ nhiều hơn nữa của các ngành công nghiệp chúng ta. Ở Đức vào lúc này, chúng ta luôn nghe thấy những báo cáo mới đầy kinh dị mỗi ngày. Hôm nay là một vụ vỡ nợ của nhà sản xuất đồ nội thất Hunstar, nhưng liệu chúng ta có thật sự hối hận trước việc loại bỏ nhà máy điện hạt nhân, thay vào đó là những lời tuyên bố sắc mùi khẩu hiệu cổ vũ tới từ ông ấy? Có vẻ như là hàng trăm bình luận tới từ những công dân của Đức đang cảm thấy thật sự bất lực trước những lời tuyên bố hùng hồn của thủ tướng tại chính quốc gia của họ đến cả chính các công dân của quốc gia ông ấy còn thật sự chẳng hiểu rằng ông ấy lấy niềm tin ở đâu mà tuyên bố những lời chống Nga đanh thép đến vậy cho mùa đông của năm này. Đúng vậy, những lời tuyên truyền này nó chẳng có giá trị nào ngoài những lời khẩu hiệu của Vũ. Nước Đức thì rất mạnh, rất giàu có, nhưng có một sự thật tuyệt nhiên là tất cả những nguồn năng lượng để giúp kiến thiết nền kinh tế của đất nước họ, họ có sản xuất được đâu. Thứ mà những công dân Đức cảm thấy sai lầm nhất lúc này đó là chính sách bài nguồn năng lượng đến từ hạt nhân của chính phủ Liên bang Đức. Họ cho rằng nếu muốn bài được nguồn khí đốt đến từ những người Nga thì họ cần giống như nước Pháp xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân hơn nữa để có thể tự chủ động không phải phụ thuộc vào người khác cho nguồn cung cấp năng lượng của quốc gia. Có thể nói rằng vào lúc này chính sách năng lượng xanh đã giết chết cả nước Đức. Bởi vì rõ ràng như chúng ta thấy, đã hơn 8 tháng qua, chẳng có một nguồn năng lượng xanh nào để thay thế cho nguồn năng lượng mà họ đã bài từ những người Nga. Nhưng nếu như họ giống như nước Pháp hay cụ thể hơn là rất nhiều các quốc gia thuộc Liên minh Châu cứ cho là xây dựng các nhà máy điện hạt nhân để thay thế cho nguồn năng lượng dầu và khí đốt đến từ những người Nga thì có một thực tế rất đau lòng rằng chiếc chìa khóa của nguồn năng lượng này lại đang nằm trong tay của Tổng thống Putin. Thậm chí cả những người Mỹ, một quốc gia mà họ đang mua những nguồn khí đốt vô cùng thân thiện với cái giá như 1 triệu 3 đến 5 nghìn tại Việt Nam lại chính là một quốc gia cũng đang đau đầu để thoát khỏi sự phụ thuộc vào chiếc chìa khóa đó. Vâng, cả một phương Tây rộng lớn thì đang cố gắng loại bỏ nguồn năng lượng của Nga trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine vẫn ngày càng leo thang. Nhưng một công ty do điện Kremlin kiểm soát đã nắm hầu như toàn bộ nguồn nguyên liệu vô cùng quan trọng của ngành công nghiệp hạt nhân. Truyền thông của phương Tây đã chua chát để chỉ ra một sự thật rằng ngay chính cả bản thân những người Mỹ đang cố gắng triển khai các nhà máy điện hạt nhân mới của mình trong bối cảnh mà cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang ngày một leo thang, nước này muốn loại bỏ nguồn nhiên liệu hóa thạch. Nhưng trời trêu thay, Nga lại là quốc gia duy nhất có nhiên liệu cần thiết để cung cấp năng lượng cho các lò phản ứng của các thế hệ tiếp theo. Đúng vậy, chúng ta đang nói về uranium, một nguyên liệu không thể thay thế cho các lò phản ứng hạt nhân mà những người Nga đang nắm giữ hầu như toàn bộ trữ lượng trên thế giới. Người phát ngôn của Washington đã nói rằng họ đang trong những giai đoạn cuối cùng để đánh giá kho dự trữ uranium của mình để xem rằng chúng có đủ cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân được xây mới hay không. Vấn đề là Nga đang độc quyền với nguồn uranium mang cái tên là Haleo này, điều mà những người Mỹ thật sự lo ngại về điều này trong thời gian tới. Haleo được làm giàu ở mức 20%, trái ngược với 5% ở mức cao hơn đối với uranium. Nó cung cấp năng lượng cho hầu hết các nhà máy điện hạt nhân truyền thống. Công ty duy nhất bán Haleo về mặt thương mại là Tenex, một nhánh của tập đoàn hạt nhân khổng lồ do Điện Kremlin kiểm soát đó là Rosatom. Có một điều thật sự buồn cười ở đây là trong khi những gã khổng lồ năng lượng thuộc sở hữu của nhà nước khác của Nga như Gazprom và Rosneft thì đều đã bị Mỹ và châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt. Còn Rosatom thì vẫn chưa thấy phương Tây dám trừng phạt vì hành vi xâm lược của Nga tại Ukraine. Rõ ràng điều này cho chúng ta thấy một thực tế rằng những người Nga đang giữ chiếc chìa khóa đóng vai trò chủ chốt trong ngành công nghiệp hạt nhân trên toàn thế giới. Nghe đến đây thì chúng ta có thể thấy được rằng công cuộc bài nguồn năng lượng đến từ những người Nga từ phương Tây, nó thật sự là phi thực tế đến nhường nào. Nước Nga thì quá lớn và quá giàu có các nguồn tài nguyên để có thể bị bài xích ra khỏi thế giới. Quốc gia nào đang muốn bài Nga thì quốc gia đó đang đi ngược với điểm xuất phát. Thực tế đã cho chúng ta thấy rằng trong hơn 8 tháng qua, một phương Tây còn lại những gì và được gì sau công tác phòng chống Nga? Vậy lời tuyên bố đầy ủng hộ ở đầu video của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông ấy đang dựa vào cơ sở gì để có thể tung ra những lời chấn an nhân dân trong mùa đông của năm nay một cách đầy tốt đẹp như vậy? Có lẽ là đến từ lời tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Liên bang Đức là Christian Lindner. Ông ấy hy vọng rằng các nhà máy điện hạt nhân cũng như những nguồn khí đốt tự nhiên hóa lỏng tới từ Pháp sẽ cứu nguy cho cuộc khủng hoảng năng lượng ở Đức. Chưa nói tới tính khả thi của việc này có thể giúp nước Đức vượt qua được mùa đông của năm nay như lời Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố hay không có vẻ như là vào lúc này Pháp và Đức thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau trong Liên Minh Châu. Chính Tổng thống của Pháp là Macron đã hủy cuộc họp thượng đỉnh với người đồng cấp là Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một buổi tranh cãi gay gắt về các vấn đề năng lượng và quốc phòng. Lý do được đưa ra là Tổng thống Pháp Macron cảm thấy tức giận đối với cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi mà ông ấy muốn Liên Minh Châu củng cố năng lực quốc phòng của bọn họ hơn, thì những người Đức lại chi tiền đi mua vũ khí của những người Mỹ thay vì mua của những người Pháp hoặc các nước trong khối Liên Minh. Chính phủ của Đức năm nay tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 100 tỷ euro, nhưng có một thực tế rằng phần lớn số tiền này được chuyển đến để mua vũ khí từ những người Mỹ. Các quan chức của Pháp than thở rằng các dự án quân sự chung giữa Pháp và Đức như các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không chiến đấu trong tương lai sẽ được hưởng lợi từ dự án tăng chi tiêu quốc phòng này từ phía những người Đức. Nhưng sau cùng là những người Pháp thì chẳng được hưởng lợi gì bởi vì số tiền này đã được mua vũ khí từ những người Mỹ. Đây là lý do chính cho việc tổng thống Macron tức giận và hủy ngay cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà đồng cấp. Họ mong những người Pháp giúp đỡ để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng, trong khi tiền thì lại chi cho những người Mỹ. Vậy tôi thử hỏi các bạn rằng, những người Pháp có nên giúp đỡ những người Đức vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng trong mùa đông của năm nay hay không? Cuối cùng thì có một sự thật rằng, nước Đức hung mạnh thật đấy, giàu có thật đấy, nhưng xét cho cùng, sự phụ thuộc của họ là ở khắp nơi. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.